Bây giờ là ngoài trời nhá. Ồ. Của Việt Nam này. Hả? Việt Nam, ô, Việt ô, Nam. Một anh ở Việt Nam. Việt Nam hay, Trung Quốc? Không. Ồ. Ấy à. Ồ. Ừ. Đi qua đây. Anh ở gần đây. Anh ở đây là. Ồ. Chào anh. Việt Nam, Việt Nam các bạn ạ, Việt Nam. Anh gì video nào cũng xem của chú luôn. Ồ. Cứ đăng cái nào anh xem cái đấy. Đây là fan hâm mộ. Vâng, em ở đây ha. Em ở đây làm video ấy. Làm video ở quê Wambo. Đấy là tình cờ thì hai anh em mình. Anh ở Bắc Giang à? Ừ, anh Bắc Giang. Thấy giọng giống Bắc Giang. Tí Bắc Giang với là miền Trung giao tiếp nha các bạn. Răng rồi mô. Tí giao tiếp với anh ấy. Tí nói chuyện với anh coi giọng Bắc Giang với là giọng miền Trung. Okay. Thì có hiểu nhau không nhá? Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, tôi tên Lindo. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi nhá. Clip hôm nay là mình với Lindo là làm con gà nướng, hai con gà nướng này. Đấy, hai con gà nhá, là sẽ nướng, ăn bồi dưỡng sức khỏe là để lấy sức để mà về quê Lindo. Bây giờ là ngoài trời nhá. Ồ, của Việt Nam này. Hả? Việt Nam, ô, Việt ô, Nam. Một anh ở Việt Nam. Việt Nam hay, Trung Quốc? Không. Có một kêu anh mà Việt kêu Nam. Kêu mà kêu chín na là kêu tấy nè. Không, kêu... không phải. Có một nhưng mà anh, nhưng mà anh Việt Nam có không phải Việt Nam hay là Trung Quốc gì ấy, không có một người đang đi chở các bạn ạ. Anh em ơi, anh em xem lại. Việt Nam ở đây. Đi mà rồi. Đây rồi, đây rồi. Đi mà rồi. Đây rồi. Đúng không? Đi ở trong nhà đi. Đi mà để kêu lên mà. Để hỏi coi có phải là Việt Nam. Wow, có người Việt Nam mới chạy lại đi, chạy lại, chạy lại đi, chạy. Wow, có người Việt Nam các bạn ạ. Có người Việt Nam, không phải Trung Quốc. Kêu mà kêu ni hao là tôi chạy nè. Để xuống à? Wow, ấy à? Wow. Đi qua đây. Anh ở gần đây. Anh ở đây là. Ồ. Wow. Chào anh. Chào anh. Việt Nam. Việt Nam các bạn ạ, Việt Nam. Anh gì video nào cũng xem của chú luôn. Ồ. Cứ đăng cái nào anh xem cái đấy. Đây là ở đây à? Fan hâm mộ. Vâng, em ở đây ha. Em ở đây làm video ấy. Làm video ở quê Wambo. Đấy là tình cờ thì hai anh em mình có lẽ em đang làm gà đấy đấy. Đây là tí anh ở đây thì gần đây thì ngồi ăn đây cho vui. Tí ăn đây cho vui. Tí mua rau à? Anh mua ít đồ rau về để nấu cơm có mỗi mình. À, ok. Có chanh luôn. Hả? À? Có chanh luôn. Cả chua. Anh đi cùng xem video. Oh, anh này nổi rồi. Không phải hắn mà là anh. Anh này rồi nổi rồi. Ồ, gặp người Việt Nam các bạn ạ, mình tưởng là người Trung Quốc thì mình chạy luôn, ni hao là chạy luôn ạ. Đi lên. À, đi lên. Đây là cả đám hai con gái à? Wow, có người Việt Nam ở đây luôn này các bạn này. Mình tưởng là chắc mình là ở đây. Cũng tình cờ gặp anh này, anh tên gì anh? Anh tên là Linh. Anh tên Linh à? Ờ. Anh làm gì ở đây đây? Đi đầu váng à? Bây giờ đi xuống đây đi sách vữa. Đây làm hai con gà đây. Làm hai con gà đây thì dầm tỏi rồi ướp gia vị rồi là anh em mình ăn ở đây thôi. Có mỗi hai người đây thôi. À, có người hai người đây thôi, còn mấy anh đen còn lại thì đi về quê rồi. Đi về ở với vợ con. À thì, ok thì dầm tỏi làm gì đây? Em ơi, dầm tỏi phải gọi ớt cay. Okay. Gặp người Việt Nam đây các bạn ạ. À. Mình tưởng là người Trung Quốc. Không phải, không phải Trung Quốc. Nếu mà nói ni hao là phải chạy. Người Việt Nam không phải người Trung Quốc. Nói ni hao là phải chạy thôi. Bây giờ là dịch Trung Quốc là dịch Corona là không phải. Gặp người Trung Quốc mà ni hao là cứ phù diêu thôi.
Anh Việt Nam. Anh mua rau đây rồi này, đưa về đi mua. Thế này làm salad luôn, thế gà bây giờ làm nào? Là ướp gia vị rồi là lên nướng thôi, bỏ đồ vậy thôi. Chị nữa vào nhà anh chơi. Ok. Nhà anh ngay gần trong này thôi. Ok. Anh ở cùng với Đen. Gặp người Việt Nam ấy không ạ? Mình tưởng là chắc mình ở đây, tại vì đi rất là nhiều ở đây rồi mà không có ai người Việt Nam hay là người Trung Quốc ở đây cả. Mình cũng rất là bất ngờ. Thì anh vô nhà ngồi đợi anh em làm gà xong rồi là bán. Hai anh em ở trong chung cư này. Ở lúc chung cư ấy nhỉ? Đấy, anh ngồi đó đợi một xíu nhá. Rồi anh em làm rồi anh em ăn. Gặp người Việt Nam à? Được. Có người Việt Nam. Tí uống bia giao lưu. Nhưng mà không uống, em mà ôm. Không uống. Ok. Đỡ tốn tiền. Không uống bia là hôm nay ôm là không uống bia. Không. Thôi làm gà đi để anh em giao lưu. Dạ. Yeah. Gặp người Việt Nam đây là rất là vui nhá. Vui lắm. Mình lắm. Tưởng là ni hao thì vắng phù du. Không phải. Anh này người Việt Nam. Người Việt Nam. Vâng. Nói tiếng Việt thì tao biết người Việt Nam. Còn mà nói ni hao là phải chạy. Tao xem rồi. Tao xem Việt. Ok, bây giờ đi nướng hai con gà nhá. Tình cờ luôn. Gà. Quá tình cờ. Gà ngon lắm. Gà ngon. Ừ, gà ngon. Gặp đi gặp chai vì rồi là đi nướng rồi là anh em tập trung ăn. Anh em làm than nướng hai con gà lên ăn. Anh ở Bắc Giang à? Anh Bắc Giang. Thấy giọng giống Bắc Giang. Nhà anh Bắc Giang. Tí Bắc Giang với là miền Trung giao tiếp nha các bạn. Răng rồi mô. Tí giao tiếp với anh ấy. Tí nói chuyện với anh coi giọng Bắc Giang với là giọng miền Trung. Okay. Thì có hiểu nhau không nhá? Lắm. Đây khoai nha các bạn. Mua mấy củ khoai ăn. Ăn tạm ấy, ăn lót giả ấy. Khoai ngon lắm, ngon thật. Khoai nhiều. Lên đồ thì cái gì cũng ngon. Ngon nhỉ? Bây giờ làm than nha các bạn, làm than là... Anh biết uống bia không? Anh uống được khoảng độ 2 lon thôi. 2 lon bia, 2 lon bia. Ok, tí giao tiếp với Lindo luôn. Hôm nay Lindo không uống. Không uống bia, không uống bia. Thế tí đi mua Coca. Tại vì mình cũng không uống bia. Hôm nay không uống thì chỉ ăn khoai thôi. Vâng, nhưng mà em à, hôm nay uống thuốc. Uống thuốc gì? Thuốc uống à, ôm. đầu bung đầu đau đau răng đúng rồi uống bia không có uống bia nhá đau như nào đau đau bung đau nhiều bên nghe nhiều hai bên xong rồi các bạn ạ mà anh Linh ngồi làm nãy giờ lật đi lật lại gà rất là ngon. Mình với Lindo lúc này là đi mua ít đồ quần áo. Chọn món này. Là chờ rồi. 20 phút nữa là ăn được. 20 phút luôn. Rồi. Anh nổ váng này. Vàng gà này. Hả? Gà ngon lắm. À, ngon lắm à. Chín vàng ngon lắm. Làm shop ấy, shop Lê Mau. Yeah. Làm súp với là ớt cay, cà chua, chanh. Gà tuyệt vời luôn. Ngon nè. Gà vàng. Bôi cái gì lên hả chứ? Bôi gì cho dầu ăn vào nó đỡ khô. Nó vàng à. Giống gà quay luôn. Ok, xong rồi các bạn. Thì sau 3 tiếng đồng hồ thì anh Linh và anh Lindo thì cũng đã vẽ ra hai con gà. Vẽ được hai con gà này. Đấy, hai con gà quá đẳng cấp, quá đỉnh, ngon. Chà, giờ đói luôn. Ngon lắm anh em ơi. Tất cả mấy bà hàng xóm đang đi chợ nhìn vào hai con gà, bây giờ là cũng sắp tối rồi, đưa lên đi. Con gà thơm ngon lắm. Ừ. Sự muốn được cuối à. Ăn ngon lắm.
Ok, xong rồi nha các bạn. Thì đến anh Linh cũng nhà gần đây là đến giao lưu với Lindo với là team Châu Phi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là phải đi với Emilia Victory là ở trên quê với mẹ với vợ rồi. Nên là không có để mà giao lưu với anh Linh. Thì chúc anh Linh về sức khỏe nhá. Ok. Đây là nước ngọt. 100% à. Không có. Cái này là sumu, là nước ngọt nhá các bạn. Ngon lắm. Ngon. Ok, thì bây giờ mời các bạn ăn nhá. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Anh Linh mời các bạn ăn kìa. Mời tất cả mọi người nhá. À, ok, cái này là Bắc Giang các bạn. Anh em là người Bắc Giang có thể... người quen thì có thể biết được. Ngon. 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 Thơm nhỉ. Ngon. Màu da chày nhiều quá, chày nhiều quá căng cơ. Lấy cái bánh đấy không? Thế lắm. Thế là cảm ơn anh nha. Làm cái chân đi. Ngon, ngon. Ngon nè. Cay nhỉ? Ngon lắm. Cay. Đùi gà. Cay kìa. Cay quá. Corona rồi. Ngon. Ui. Cay quá. Ớt cay bỏ thêm muối. Muối. Lên đồ bỏ ớt cay gớm thật. Chà ghê thật. Không. Ớt cay cay lắm. Đã đầy một bát ớt luôn. Ừ. Bỏ chết. Bỏ chết muối. Muối. Quá cay. Ở đây thì Lên đồ ốm không uống được bia rượu và không. Anh Linh thì với mình thì không uống được. Hắt bột giấc muối. À, cứ uống nước ngọt cho nó lành mạnh. Bia rượu rồi tí gà là phải ra hết. Gà ngon là phải để trong bụng. Không phải uống bia, không phải uống bia. Không ăn cái này à? À ăn cái này ngon. Ăn. Giao lưu với anh nhé. Giao lưu là nói chuyện nói chuyện hỏi thăm là cái gì? Hỏi thăm lời chuyện nói chuyện như kiểu chú tán gái ấy. À tán gái à? Có biết tán gái không? Nhưng mà lấy mẹ gái biết. Nhưng mà lấy mẹ gái cũng tán được. Biết được nói rõ, gặp gái nó nói rõ lên luôn. Nước đang gây dành cho Phi thôi.
Ok các bạn, thì anh em cũng đã dọn dẹp xong rồi. Đấy, hai con gà. Nhanh lắm, anh em thì toàn anh em biết ăn gà chứ không phải là chứ không phải là anh em uống bia. Đấy, là tập trung ăn thôi. Thì bây giờ cũng mình với Linh đồ ấy đến nhà anh Linh chơi để xem nhà anh Linh với là anh Linh làm cái việc gì. Đấy là cũng tối rồi và bây giờ là cũng ăn xong rồi nên cũng chào các bạn thôi. Các bạn thấy clip này hay thì hãy cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh con lên blog của Sếu Châu Phi để ủng hộ anh em tôi nhá. Chào các bạn. Anh Linh chào Bắc Giang. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả Bắc Giang nhá. Anh hiện tại đang ở Angola làm việc nhá. Ok.